Vâng, tiếp tục cùng quay trở lại trận đấu thôi. Như vậy là No1 một bài lang thang đi ăn hoang thôi. Vâng, lang thang trên đường 10 rơi gặp thêm một voi. Phía trên này có một bầy hiêu. Có lẽ là ăn voi này rồi. Hơn thứ 11, con ngựa giò đang tung tăng chạy vào nhà của game thủ chiêu dài cầm sen rồi. Không biết là sen hay cho son nhưng có lẽ là sen. Nghi ngờ khả năng sen là cao. Sen và cho son thì vâng, cái phù điêu nhà nó như nhau. Rất đông nông dân, các bạn có thể thấy là cực kỳ đông nông dân đến từ game thủ MeoMeo. Vâng, ăn được một dân và sau đó thì én ngay. Không có giáp trong tình huống này. Đố giáp đứng lại. Đấy, như vậy là hơi xa so với con cung tê. Nhà cửa đang còn là tương đối nhiều đường vào. Như vậy có một bầy nông dân đang ăn hoang cái gì đó phía trên này của game thủ MeoMeo. Choi son chưa bánh xe. Xúc ngay. Có giáp hay chưa chúng ta cùng xem. Như vậy chưa có giáp. Nhưng Meo là người hơi yếu bóng vía trong tình huống vừa rồi. Đây rồi. Vâng, Meo cố tình dụ chứ không phải là yếu bóng vía. Các bạn có thể thấy Meo tinh quái mức gì thế nào. Vâng, dụ về và một phát ăn ngay. Không có giáp trong tình huống này vậy là cũng hơi khó khăn. Vâng, cố gắng chém chết con lạc đà. Sau đó thì én thôi. Con phủ thứ hai sắp ra rồi. Vâng, tập trung và tát tới tấp từ này. Meo là người oảng khá sâu. Đấy rồi. Mất không? Vâng, như vậy là không mất. Hay quá. Lão thẳng ở phía trong. Có thêm gì? Vâng, bãi vàng chưa hề bo bế. Và nông dân có bánh xe chưa? Chúng ta cùng xem tên này. Có vẻ như là bánh xe rồi. Vâng, hết tiền. Và chúng ta cùng chuyển màn hình khi mà vâng tham cân rồi. Vâng, chưa có bánh xe đến từ game thủ MeoMeo. Và Meo đang bị củ hành là tương đối đau. Nhưng chúng ta hãy cùng xem màn hình máy thủ Chipboy xem Chipboy có lên được đời không. 31 và có bánh xe rồi. Nhưng chưa có tên cung lờ đầu. Thôi thì tạm như vậy. Có một vòng ruộng quanh nhà chính rồi. Đủ để sóc 4A. Có lẽ là đủ rồi. Vâng, đang bắt đầu đè. Khi mà Meo là người mất tham. Mất nhiều tham trong tuần này. Vâng, ăn được một con lạc đà. Vậy gió lại đổi chiều trong tuần này luôn. Tiếp tục sóc lạc đà và kéo lên phía trên. Vâng, bị chéo tuần này rồi. Bị Long Phi với bài chéo ở những con cung R và những con người chém đến từ game thủ MeoMeo. Tần này nói chung là cũng tụt tham nhưng không quá nhiều. Và so với Meo thì cái tham tụt như thế này là ít hơn Meo rất nhiều. Nhưng quan trọng là Egypt đến từ game thủ Chipboy nữa. Chipboy mới là người quyết định. Chúng ta cùng xem màn hình máy game thủ Chipboy. 37 là tham gia lúc này. Vâng, bây giờ thì chéo sang nhà game thủ MeoMeo, thi nhau chéo, đua nhau chéo. Vâng, tỉa cung R là rất hay. Bây giờ thì tụ vào, không vội gì phải đẩy ra làm cái gì. Meo cũng đã có bánh xe rồi. Tơn đóng ruộng là hơi xa đến từ game thủ Chipboy. Có lẽ là phong cách của game thủ Gunny. Gunny bao giờ cũng phải 1,5 chiếc BE. Mất mạng đấy nhỉ? Vâng, 43 là timeline lúc này đến từ game thủ Chipboy. 43/76 của timeline Egypt là khá ổn. Nhưng nói chung là vâng, Long Phi thất bại thời điểm này phải tầm vâng gần 6 xịch rồi. Có lẽ là như vậy. No1 là người tụt tham khá sâu. Tham lai tụt xuống chỉ còn 17 trong tuần này thôi. Vâng, 19 đến từ game thủ No1. Còn Chipboy là tham lai 50. Nhưng có lẽ bây giờ phải là 7 xịch đến từ game thủ Long Phi thất bại rồi. Ít nhất là như vậy. Khá đông những con lạc đà đến từ game thủ No1 sang đỡ hộ tuần này. Nhưng cái tội can là cái tội to lắm. Chúng ta cùng xem có thoát được cái tội can trong tuần này không. Số lượng cung L vẫn là rất mỏng. Còn game thủ MeoMeo là một lượng cung là rất đông. Vâng, một tơn tách đạo cung ra làm hai. Muốn công vào mặt dãy BE là hơi mong manh này đến từ game thủ Chipboy. Vâng, 62/100 là tham lai lúc này đến từ game thủ Chipboy. Nhưng cung L mới chỉ là chặt gỗ 1. Và cũng chưa có đầu máu đến từ Egypt. Mặc dù là Egypt chưa nâng đầu máu thì lượng máu vẫn vượt trội hơn so với Seng, kể cả khi Seng lên đầu máu. Nhưng khi mà Egypt có đầu máu thì thực sự là một cái gì đó rất khác biệt. Nhưng thời điểm này thì là vẫn là chưa. 65/100 là tham lai lúc này đến từ game thủ Chipboy. Phối kết hợp với lại game thủ No1 đẩy bay nhà game thủ Meo trong tơn này. Vâng, lấy thang một Meo trước. Nhưng hãy coi chừng một tơn mà game thủ Long Phi thất bại mặc kệ Meo. Và sau đó thì đẩy vào nhà của game thủ Chipboy. Đánh tan nhà game thủ Chipboy thì xem như là trận thi đấu cũng kết thúc thôi. Lạc đà là khá đông đến từ game thủ No1. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem tơn này có liệu có ăn được hay không. Chipboy đang có quá đông như con cùng rờ Seng. Vâng, lạc đà đảo là khá hiệu quả trong tơn này. Nhưng thế đứng của MeoMeo là rất đẹp. Chipboy có lẽ là đang để nơi trồ và sau đó thì ăn dân. À, xin lỗi bạn là sau đó thì ăn quân và bây giờ thì ăn dân. Giải E là khá khít. Meo sẽ chết sâu trong tơn này. Không, như vậy là một tơn mà Meo vẫn đào vách và chạy ra phía ngoài được. 4A sóc đều. Có lẽ là nên kéo về, không nên đấu làm gì nữa. Vâng, không nên đấu làm gì nữa. Tơn này mà mất nhà thì cũng thua thôi. Thôi, vâng, về thôi. Vâng, Chipboy vẫn đang tương đối khỏe với cái bài đánh cung R Egypt của mình. Vâng, nước xa không biết là có cứu được lửa gần hay không. Như vậy là tạm thời thì vẫn cứu được. 64 đến vâng 64/96 đến từ game thủ Chipboy. Còn No1 tham lai còn 15. Vâng, giữ được cái timeline ở 1x lúc này cũng đã tốt lắm rồi. Meo đang quấy game thủ No1 là khá gắt. Chipboy bây giờ thì sao? Timeline 60. Timeline vâng, vẫn bị đè quá mạnh. Vâng, chiều dài có quá đông như con cung rờ sen. Số lượng là cực kỳ đông. Bây giờ thì Chipboy có khá nhiều thực, nhưng gỗ thì vâng vẫn đang rất ít. Chặt gỗ một và bây giờ thì gỗ là rất ít. Soi tham. Một cái tham lai vâng tầm 90 đến từ game thủ Long Phi. Các bạn vâng, đầu một đi sai rồi. 3-0 ở trong xe đấu đầu tiên dành cho cặp đôi MeoMeo và Long Phi Yến Bại. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu đầu tiên trong C2 thôi.